Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín .vn. Buổi chiều ngày hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp. Nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m và được anh chủ nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 3 phòng ngủ master, cũng như mình sẽ có 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Và với căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 8m, khu phân lô nhà lầu đồng bộ và nằm sát với lại trục đường chính đường Lê Đức Thọ và phía ngoài sẽ là trục đường bờ kênh bến cá Tham Lương. Một con đường rất là rộng và sẽ di chuyển qua tới 13 quận huyện từ Bình Thạnh về quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Và thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online. Hoàng Cường nhìn lại các khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong. Để giới thiệu nhà một căn nhà được thiết kế có thang máy và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất gỗ đỏ rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa 4 cánh. Phía trong được làm bằng nhôm chiết pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực gara để xe hơi phía ngoài, phòng khách phía bên trong và phòng bếp thì đã được các chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang bộ và cầu thang máy ra phía sau căn nhà. Và một bên thì được chỉ thiết kế để làm cầu thang bộ và một bên là mình thiết kế để làm cầu thang máy. Có một cái nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe của căn nhà. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên sẽ là khu vực không gian tầng lửng căn nhà. Căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Đông Bắc phủ sản thuộc mệnh nhà Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà này thì được anh chị thiết kế với nội thất gỗ được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chủ nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 7 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thế nên hãy liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế với hệ thống cảm ứng. Và khi mình di chuyển thì toàn bộ hệ thống điện bên trong căn nhà mình sẽ tự động bật sáng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian tầng lửng của căn nhà để di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế mỗi lầu thì mình sẽ có một phòng ngủ lớn, phòng ngủ master và một cái nhà vệ sinh có bồn tắm nằm. Toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình thì đã được các anh chị full nội thất gỗ đỏ tặng kèm. Và chỉ với giá 7 tỷ hơn 7 tỷ thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thế nên hãy liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để ở nhà đất Hoàng Tín Hoàng Hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế với nội thất gỗ đỏ và là căn nhà nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và tương lai sẽ là trục đường chính đường bờ kênh bến cát Tham Lương. Thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với căn nhà nằm sát với lại trục đường chính là đường Lê Đức Thọ và trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương. Căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m và được xây dựng hết đất và được các chị đúc kiên cố một trệt một lửng tới 4 tầng lầu. Và mỗi lầu thì mình sẽ có một phòng ngủ master và một cái nhà vệ sinh master có bồn tắm nằm. Và căn nhà này thì được các chị thiết kế để thuận tiện với hàng mua ở và mở văn phòng công ty thì rất là rộng rãi. Với mỗi lầu mình chỉ có một phòng và cầu thang bộ, cầu thang máy được các chị thiết kế ra phía sau của căn nhà cho nên rất là trống trải cũng như là rất là rộng rãi để quý hàng
vừa mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh và sản xuất. Với căn nhà được thiết kế nội thất gỗ đỏ rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là khách hàng đã sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ rõ ràng. Anh chị mình mua bán cũng như công chứng sang tên ông này. Di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ master số 3 căn nhà mình. Toàn bộ phòng ngủ căn nhà đều được full nội thất gỗ đỏ tặng kèm. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà được thiết kế có 3 phòng ngủ chính và mình có tới 4 nhà vệ sinh. Và mình sẽ có thêm phòng tắm xông hơi. Mỗi lầu thì mình đã có một cái phòng tắm có bồn tắm nằm rồi, cho nên là sử dụng rất là thuận tiện. Và phía bên trên thì mình sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng. Thì khách hàng đã xem video cảm thấy căn nhà được thiết kế có thang máy này phù hợp với gia đình mình, thế nhà đất liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Một căn nhà tương lai sẽ là trục đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương và một con đường tránh ùn tắc giao thông của thành phố, và con đường thông từ trục đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương di chuyển về 13 quận huyện như quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Tân Bình, Tân Phú cũng như là quận 12, với căn nhà nằm sát với lại tuyến đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý nhà có thể sở ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy và được anh chị nhà tặng kèm full nội thất này. Căn nhà mình thì nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Lê Đức Thọ, con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm chỉ tầm cỡ khoảng độ 25 phút và mình về sân bay chỉ tầm cỡ khoảng độ 15 phút thôi, rất là gần với trục đường Lê Đức Thọ, với trục đường Lê Văn Thọ và trục đường Quang Trung để mình về trung tâm thành phố. Và đặc biệt mình có một cái sân thượng rất là lớn phía bên trên này, thì để mình có nhu cầu lên vui chơi hóng mát và trồng cây thì rất là thuận tiện. Và đây là tuyến đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương. Và căn nhà mình thì nằm sát với lại hai sân bóng lớn, sân bóng mini và sân tennis. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại khách hàng trong những video tiếp theo.